Rồi đây hôm nay vợ chồng em Phượng Hoàng, em Tím, em Quyên, Quỳnh Anh. Anh tên gì em quên rồi. Anh Trung với chị Hồng, hai người bị bệnh giờ nằm chỗ vậy. Rồi em Phượng Hoàng về trao yêu thương cho hoàn cảnh. Rồi thôi tụi em về nha. Rồi, cảm ơn Phượng Hoàng và quý mạnh thường quân rất là nhiều. Kêu con trai nó pha chú.